Bản viết tay ca khúc American Pie của nhạc sĩ John McLean vừa được bán với giá 1,2 triệu đô la Mỹ và theo nhà đấu giá Christie, đây là mức giá cao thứ ba dành cho một bản nhạc viết tay tại Mỹ. Với mức giá 1,2 triệu đô la Mỹ, American Pie vẫn còn thua xa bản viết tay ca khúc Like a Rolling Stone của Bob Dylan, nhưng so với A Day in the Life của John Lennon thì nó chỉ nhỉnh hơn một chút. Bản viết tay này còn nguyên những dấu tích của McLean, trong đó có những chỗ ông ghi chú thích tẩy xóa và nhiều chi tiết khác nữa. Các khúc này được phát hành vào năm 1971. American Pie được Hiệp hội Công nghệ Game Hoa Kỳ bình chọn là các khúc của thế kỷ.